vô tâm. Truyện rất ngắn trong mực tím số 806 ngày 31 tháng 10 năm 2007. Nó nhấn bàn đạp lách người nhanh qua ngã tư đông đúc, vội vàng phóng đi cho kịp giờ học toán. Đang xuống dốc cầu bỗng thấy ngay giữa đường có một bịch rác to tướng. Giật mình, nó thắng gấp, loạn choạng. Vô tâm quá! Ai mà quăng rác giữa đường như thế? Vừa mất vệ sinh vừa nguy hiểm cho mọi người, e nó thầm nghĩ, vừa buông thắng ra, vừa bực bội nhìn bịch rác. Trưa nắng gắt, đi học về, nó ba chân bốn cẳng đạp cho thật nhanh. Đến chỗ cây cầu, nó lại gặp ngay bịch rác hồi sáng, thật bực mình, bao nhiêu người qua lại mà không ai dọn đi được sao? Vô tâm quá! Nó khó chịu nhìn cái bịch đã bị cán nhừ, rác dây ra khắp đường. Bỗng có một chiếc xe dừng lại, một ông cụ ngồi sau xe chậm rãi bước ra giữa đường, đưa bàn tay già nua lượm từng mẩu rác đã dẹp lép. Đôi ba chiếc xe vụt ngang qua, vài ánh mắt khó chịu vì bị cản đường. Bàn đạp dưới chân nó bỗng nặng thêm.